Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu nên trời có mây, không mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 29 độ. Tối và đêm nay trời duy trì có mây, không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ là từ 23 cho đến 27 độ, độ ẩm là từ 72 đến 93%. Sang ngày mai, thời tiết khu vực Hà Nội vẫn chưa có nhiều sự thay đổi. Ngày có nắng hanh, nền nhiệt có xu hướng tăng lên từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm nay. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ, độ ẩm là từ 60 đến 93%. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài trong 3 ngày tới ở khu vực Hà Nội, khi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Khoảng từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 2 tháng 11 có khả năng được tăng cường trở lại nhưng cũng với cường độ yếu. Trời chỉ lạnh về đêm và sáng sớm, đến trưa chiều có nắng, bầu không khí ấm lên. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 23 độ và cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ. Độ ẩm là từ 69 cho đến 77%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11, các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, và riêng vùng núi là dưới 18 độ. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ. Khoảng ngày từ mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Và từ ngày mùng 5 tháng 11, nền nhiệt ở miền Bắc giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng, vùng núi có thể xuất hiện rét đậm cục bộ. Và đây được xem là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của năm nay. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 cho đến 31 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 22 cho đến 31 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 cho đến 31 độ. Tại vùng núi Ba Vì và Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với mức nhiệt độ từ 22 cho đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Dự báo Thời tiết 6:30 sáng mai.